lần đầu đối mặt ở một giải đấu. Gareth Bale liệu sẽ tiếp tục tỏa sáng cho xứ Wales? Và đội tuyển Iran sẽ đứng dậy sau thất bại ở trận mở màn như thế nào? Bảng B FIFA World Cup 2022, đội tuyển xứ Wales, đội tuyển Iran, 17 giờ ngày 25 tháng 11, trực tiếp trên VTV5 và VTV5 Tây Nam Bộ.